Xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio. Thì em có con giải mã đây nhá. Đấy thì lâu lắm rồi hôm nay mới lại về được con V5. Đấy, con này thì em thử hiện tại thì CD vẫn chạy này. Thông thường những cái dòng này về thì hiếm con chạy được CD lắm các bạn. Gần như là về con nào là mắt nó cũng sẽ bị yếu rồi, cho nên là nó không chạy được nữa. Đấy. Thì hiện tại em về con này thấy CD vẫn chạy này. Nói chung thì dòng này thì về các bác dùng thì vẫn phải dùng đế xịn nhá. Đừng dùng đế cũ đế mốc. Đấy, bắt buộc phải dùng dưới xịn nó mới được bền được. Thế còn cái này thì gọi là có thì em test thêm cho vui thôi. Bởi vì là về có lúc mà dùng cái mốc đưa vào test thì lại không chạy được thì lúc em các bác khó nói chuyện lắm. Đấy. Thế là về các bác nào có dùng thì nhớ dùng dưới xịn cho em nhé. Còn con em bán phần chính ấy là đó là giải mã. Đấy. Tức là các bác về sẽ cắm một cái dây quang vào đây. Đấy. Đầu còn lại thì mình sẽ cắm một con đẩy hoặc là con Omni to hát karaoke. Đấy. Nói chung là cứ có một con Omni to hát karaoke hoặc là một con Omni nào mà nó đang dùng nghe nhạc gì đó thì các bác mà muốn hay, muốn kết nối từ TV xuống mà chất âm hay thì mua con này. Đó, mình phải về mình sẽ làm giải mã được. Đó, cắm đường quang từ TV. Đấy, sau đó mình đầu con này mình sẽ cắm vào đây, truyền vào đây. Thế thôi. Sau đó mình sẽ lấy từ đường AV từ cổng này, mình sẽ truyền xuống con đẩy của con Omni hát karaoke nhá. Đấy thì ở đây em sẽ tặng có một cái dây AV. Đấy và một cái dây quang cộng kèm một cái đổi nguồn luôn. Đây. Đấy, thì hôm nay bây giờ cuối chiều rồi thì em sẽ tặng kèm các bác một cái ba sản phẩm luôn, tức là đủ combo về các bác dùng luôn thì đỡ phải đi mua. Đây các bác đầu này sẽ cắm vào đây, đầu con này đầu này mình sẽ cắm vào con đẩy hoặc là con Omni to, được chưa? Đó. Thì sẽ tặng kèm vào các bác cái dây này, giá của nó là hiện tại em đang nhập vào nó là 50.000. Đấy thì để các bác kèm luôn, tặng các bác luôn là 50.000 này. Dây quang là 150 này. Đấy, dây đổi nguồn 200 này. Đấy, 200 mấy cả 150 mấy cả 50 nó là 400. Đấy thì phần quà hôm nay tặng các bác cuối buổi là 400.000. Đấy, mà giá con này thì em cũng chỉ để theo bằng cái giá em đang bán bình thường, đó là 1.3 triệu. Đấy, bình thường 1.3 triệu này là chưa bao gồm và cũng chưa tặng cái gì cả. Đấy, nhưng hôm nay thì thôi, cuối chiều và hôm nay thì cũng là đầu tuần thì em khuyến mại tặng kèm các bác gọi là đủ phụ kiện luôn, về các bác chỉ được chơi giải mã. Đấy, còn nếu bác nào mà muốn kết nối loa thì có thể là thêm loa vào. Đấy, ghép vào đây là xong. Đấy, con này thì các bác có thể phối loa từ 4 đến 16 ôm là được nhá. Loa của các bác cứ từ 4 đến 16 ôm là được. Đấy. Có 1.3 triệu được full phụ kiện này được tính ra nhá. Tặng mua 1.3 triệu lại tặng quà 400.000 thì các bác thấy rẻ không ạ? Quá rẻ luôn, em thật các bác. Mua đâu ra được con V5 như này. Bình thường những cái hàng này của nó chuẩn chỉ ra thì nó toàn 1.5 triệu một con là chưa bao gồm phụ kiện. Đấy, thế mà hôm nay các bác mua 1.3 triệu này tặng kèm phụ kiện. Quá ngon luôn. Đấy, con này thì lại có cả chỉnh bát tép trên máy nhá. Bác nào thích tăng bát thì tăng này. Đấy, thích giảm thì giảm này. Được chưa? Đấy, nhấn một cái nữa thì nó sẽ sang nhấn một cái nữa thì nó sang tép này. Đây các bác nhấn đây nó sang tép này. Đấy. Tép tăng này. Đấy, giảm tùy theo thích của mình nhá. Đấy, còn có thích mà nghe nhiều bát thì đưa về on này. Đấy, nghe nhiều đưa về on, nghe ít thì đưa về off. Được chưa? Đấy, nghe nhiều thì đưa bát về on nghe rất sướng. Đây hiện tại thì CD vẫn đang đọc nhá. Thì em đang test đây là cái đĩa tiếng Nhật. Đấy, thì tiếng Nhật này đánh bản quyền rất là kinh khủng. Thế nên là em chỉ gọi là test qua cho các bác này. Lách bài này. Các bác chỉ việc vặn cái này nhá. Đấy. Nó chuyển bài rồi còn em thấy cũng khá là ok. Đấy thì đấy. Các bác về cứ dùng đĩa xịn cho em nhá. Con này thì nó giải mã không cần mồi các bác nhá. Giải mã trực tiếp 24 bit không cần mồi. Thế nên là các bác không cần phải dùng cái MD này làm gì nhá. Coi như MD bỏ qua luôn. Đấy. Rồi, em sẽ chuyển sang đường điện thoại các bác nghe thử này. Đấy, chuyển chế độ ở đây nhá. Đây. Đấy. Đây đang nghe máy tính này. Đó, đang đánh đôi bát 27. Đánh bát căng đét luôn. Đây mới đánh được ở đây thì em mới đánh được tầm khoảng là 10 giờ nhá. 10 giờ bát căng đét luôn. Thank you.
Thì đấy là đường đường thoại còn quang mà thích chuyển đường quang này. Chuyển sang chế độ digital. Chốn nào ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu. Đó. Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ mới có tình yêu, cho lòng không thấy quan yêu khi núi rừng buông xuống tịch liêu. Dù đời mình còn dài nhưng ngày vui trong tàn, ta thương nhau đi thôi cho mộng không vỡ thành đôi. Từ khi anh là lính chiến không về ghé thăm nhà em, không còn nghe tiếng cười thâu đêm buồn ơi sao là buồn. Ôi ước mơ nhiều cũng thế thôi. Vâng, nói chung thì với cái sản phẩm này thì các bác yên tâm mà sử dụng nhá. Nó về độ bền thì em nghĩ là nó rất là bền và chức năng của nó hoàn chỉnh như này thì mình cứ việc dùng thôi. Về giá con này thì đấy như nói rồi nhá, là 1,3 triệu. Vâng. Thì bác nào chốt con V5 này thì alo cho em nhá. Em xin chào và kết thúc video đây các bác nhá.